Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại Hậu Giang và vào một nhà vườn trồng rất là nhiều quý vị. À, trồng nhiều lắm nha. Nhưng mà em này là lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Bonsai Cần Thơ luôn. Đây. Ngày xưa giờ là chỉ trồng mai rồi Tết mới bán. À, đây là lần đầu tiên xuất hiện online. Mình sẽ gặp nhà vườn xem sao ha. Đây, đi vô. Đây, qua qua đi đứng nè, qua đây. Đây nó đẹp hơn. Dạ. Đứng vào đây gái. Ờ, ánh sáng nè. Kéo nó lên. Rồi, xin chào em. Dạ, em tên chào gì ạ? Anh Nhân. Em chào bà con cô bác trên kênh Bonsai Cần Thơ. Em tên Trang. Em ở vườn của em là ở Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. À, hôm nay em lần đầu lên clip, em có giao lưu với bà con cô bác là 20 cây mai dảo, mai trực. Rồi, số điện thoại của em là gì? Dạ, số điện thoại của em là 0794 338 678. Đó cũng là số Zalo của em luôn. À, rồi. À, em miễn phí ship 200 km. À, có xa gần hơn thì tùy mình thương lượng với nhau thôi. À, rồi. Dạ. Chở bằng gì em? Em ship bằng xe tải anh. À, ship xe tải luôn. Dạ, ship bao ship 200 cây số ha. Dạ. Rồi. À, một số thông tin giới thiệu em Trang ha, ở Hậu Giang. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cây đầu tiên, cây nào em? Dạ, cây này anh. Cây này nè. Cây này cây số 1 ha. Đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đây là cây đầu tiên. Dạ, cây số 1. Ở này cây thước của em là 2 thước nha quý vị. Rồi. Ở đây để em đo tán ngang với chiều cao với hoành thân cho mọi người xem nha. Rồi. Đo rồi, chiều cao trước nha. Em. Chiều cao là 1m8 ha. Chiều cao 1m8. Ngang là 1m6 đi. Rồi. Dạ. Rồi em đo hoành thân cho mọi người xem nha. Đo hoành trước luôn hả? Rồi, trước luôn. Giờ quay cho quý vị xem ha. Chưa. Rồi hoành luôn. Rồi đó đi. Rồi đọc luôn. Này là 31 nha quý vị. 31 quý vị ơi. Dạ. Rồi xe nhẹ giùm anh đi. Rồi cái đến cả. Xe nhẹ. Trời, cứ quay đi, cứ quay nhẹ nhẹ đi. Còn coi tới cái thân rồi tới cành luôn. Đó, dạ. Cho quý vị coi. Cứ xe chậm thôi, chậm thôi. Đừng có nhanh quá không có kịp coi. Đó, quý vị thấy ha. Đây, cây ở trong nè. Quả đã luôn. Cây này rất là to quý vị ơi. Đo thử giùm anh cái nhánh đầu tiên. Cái nhánh nào anh? Cái nhánh này ha. Nhánh bự này, lựa nhánh bự này ở dưới này. Này ha. Ừ. Nhánh này là 19 rồi. Không, còn đó hai nhánh này. Nhánh, này, nhánh dưới thôi. Vậy hả? Nhánh dưới thôi. Okay. Nhánh 11. Rồi, 11. Dạ. Coi nụ thử nha. Mấy dạ. Cây đầu á em coi hơi kỹ nghe mấy vị. Rồi mấy cây sau lướt lướt để giảm thời gian xem quý vị. Tại nó còn một lô mà. Đúng hệt nè, nụ nè. Dạ, nụ này là em làm là ngay Tết luôn đó anh chị. Đảm bảo Tết ha. Dạ, đảm bảo bông Tết. Bông từ 5 đến 12 cánh, mai dảo. À. Nhà vườn cho biết là hồi đó giờ chỉ bán bông Tết thôi. Dạ. Thường em bán ở đâu em? Dạ, thường em bán 3 chợ. 3 chợ luôn hả? Dạ, Kiên Giang với Sóc Trăng với Vị Thanh. Wow. Dạ. Là không có Cần Thơ? Dạ không anh ơi, em đi chợ ngoài không, em đi tỉnh ngoài. À, xuống Vị Thanh bán cái gì ơi? Dạ. Rồi. Vậy là Tết năm nay ngoài bán Tết thì còn bán online nữa quý vị? Dạ, năm nay em mới làm là đầu tiên. Rồi bây giờ xây nhẹ cái nữa anh coi cái dáng tổng cái nha. Dạ. Dạ, báo giá. Cái nữa nha. Rồi, xây đi. Mã số 1 quý vị ơi. Cái này mã A1 nha quý vị. A1. Dạ. Mã A1. Rồi. Cái này em giá là 5 triệu. 5 triệu nha. Quá đã. Rồi, bây giờ mình qua cây số 2. Dạ, đổi cây ạ. Rồi, đây. À, do nhà vườn có hai cái bàn xoay quý vị, cũng rất là tiện lợi trong cái chuyện mà quay clip. Cây số 2 đây. Rồi, em xoay nhẹ giùm anh đi. Dạ, đây là cây mã A2.
mã A2. Dạ. Em quay tổng thể cho mọi người xem nha. Nụ thì nó cũng đều đều với nhau, tại em làm là bông nụ Tết thôi. Cái này là về là nụ là mình chơi Tết là vừa luôn á quý vị. Trời ơi, cái cành nó đều kìa quý vị ơi. Em chuyên bán về bông Tết, thế chứ năm nay em mới bán online thôi. Quá em. Đây, mình xem gần như quý vị. Cứ xoay đi, cứ xoay chút nữa. Coi gần cho đã. Cái mã A2 này quá đã luôn. À, cành đóng nè, dày, rất là dày luôn quý vị. Rồi, đo cho mình. Dạ, em đo hoành thân cho mọi người xem trước nha. Ừ. Đây chị cao sao? Hoành thân là 31 luôn quý vị ơi. 31 luôn nha. Dạ. Wow. Rồi, đo chiều cao đi. Cao là 1m8 nè. Rồi. Cao 1m8. Tán ngang 1m6 luôn quý vị ơi. Tán ngang 1m6. Rồi, báo giá luôn. Dạ, cây này là 5 triệu anh ơi. 5 triệu luôn? Dạ. Tiếp tục một cây 5 triệu. Rồi, anh mời cây thứ 3. Dạ, đổi cây, rồi, cây số 3 nha bà con. Tiếp theo luôn. Tiếp tục. Mã số 3. Rồi, xe nhẹ đi, xe nhẹ đi. Dạ, cây mã số A3 nha quý vị. Mã số A3. Khoan khoan khoan, đợi em qua hướng này kìa. Rồi. Dạ, em quay rồi, em đo chiều cao đi xem. Đo chiều cao. Nụ thì cây này nụ đa số là tương đối, nụ cũng là mai đó. Tết thì nụ tương đối tốt lắm quý vị. Đo chiều cao đi. Dạ, em đo chiều cao cho mọi người xem nha. Rồi mình coi nụ cây ha. Cây này chiều cao 2m đi. Chiều cao 2m. Dạ. Sọt vô giữa đại. À, tán ngang 1m8 à. Rồi. Rồi xe nhẹ đi, xe nhẹ. Cái cây này đế nở đều tàn lắm quý vị. Rồi cái cốt cành cái nha. Đợi dạ. Chút nha. Cứ xe đi ha. Cành đóng rất là dày nha. Rất êm. Nắng lên. Rồi, đo đi em. Dạ, em đo hoành thân cho quý vị coi ha. Hoành 34. 34. Dạ. Wow. Rồi, coi nụ đây. Khoan, khoan, khoan hả sợi. Nụ nó quý vị. Ở trên. Đây. Qua luôn. Mấy cây đầu em quay hơi mất thời gian hay quý vị là do coi mấy cái nụ này nè. Quý vị thông cảm nha. Rồi mấy cây xa em bớt lại. Đó. Qua luôn. Rồi cây này coi nụ mắc mê nè. Con lô giống hệt gì ha. Dạ, lô nó cây nó cũng tương đối giống mà quý vị. À, cây mã số A3 này là giá 5 triệu nha bà con. 5 triệu luôn. Rồi, mời cây tiếp theo luôn. Dạ, em đổi cây. Bên nào đó? Đây anh này. Trời, kế bên luôn quý vị. Dạ. Rồi, qua đây. Bây giờ thông cảm nghe vườn hơi chật á, cho nên là em gán lắm rồi đó. Mới thấy được cái dáng tổng nữa. Em quay cho mọi người coi nha. Đúng rồi đó. Rồi cứ xe nhẹ vậy. Đấy. Mã A4 ha. Dạ, rồi đó chiều cao luôn. Cao là 2m đó. Cao 2m luôn. Tán ngang là 1m8. Rồi. Xe nhẹ đi ha, xe nhẹ. Dạ, em xe nhẹ. Xem đế chứ. Rồi, cứ xe đi.
Rồi, đo cho anh luôn, mã A4. À, cây này mã A4, để em đo hoành thân nha. Hoành là 33. 33. Dạ. Giá cây này là 4 triệu rưỡi luôn nha bà con, cây mã số A4. 4 triệu rưỡi quý vị, xoay lại. Cây okay, A4, 4 triệu rưỡi. Đọc số điện thoại giùm anh ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0794 338 678. Rồi. À, số Zalo luôn nha quý vị. Rồi. Liên hệ với em Trang ở Hậu Giang quý vị ơi. Dạ. Rồi em đổi cây nha. Cây tiếp theo. Cây này đây. Rồi em quay tổng thể. Cây này là mã số A5 ạ. À. Chật quá. Cành đóng đều nha, xung quanh ha, đều xung quanh. Rồi, đo chiều cao giùm anh đi. Dạ. Mã A5. Cao là 2 m. Rồi. Tán ngang là 1m8 à. Rồi. Xoay nhẹ nha. À, coi cái nhánh đây nè quý vị. Đó, coi gần kiểu này nè. Nó đã. À, thấy đều không? Rất là đều luôn. Rồi coi gần nha. Cứ quay nha. Dạ. Từ 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 từ. Đừng nhanh quá. Ừ đúng rồi đó, cứ chậm chậm vậy thôi. Dạ. Yeah. Nhìn quá không có coi được. Quay lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm. À, chưa kinh nghiệm. Đó, cứ chậm thôi. Dạ. Yeah. Rồi, đo giùm anh luôn. Dạ. Yeah. Mã số A5. Mã số A5 nè. Cái này hoành 32 hoành nè. 32, rồi. Rồi, cũng xây nhẹ đó. Cái này A5 là 4 triệu mà bà con. 4 triệu thôi. Số A5. Nhà vườn mới tinh luôn trên kênh Bonsai Cần Thơ quý vị ơi. Rồi, mời cây tiếp rồi, theo luôn. Em đổi cây. Cây mã số A6 nha bà con. Cái gì thông cảm nha, em không có chỗ đứng luôn đó. Bị kẹt quá trời. Dán nhìn dán tổng ha. Rồi. Rồi đó đi em, đo chiều cao đi. Như cây thông nha. Dạ, cây này chiều cao là 2 m. Tán ngang là 1 m 50. Rồi. Ừ, cứ xe này, nhẹ thôi ha. Dạ. Đừng có xe nhanh quá. Mình coi để nha là lột rồi cứ xe nhẹ vậy đó. Rồi xong đó luôn mã số A6. Cái này hoành 31. Mã số A6 hoành 31. 31 cái gì vậy? Chưa nghe, đợi chút. Rồi, báo giá giùm anh à, luôn. Cây A6 này là 4 triệu á anh á. 4 triệu luôn. Rồi, mời cây tiếp theo. Dạ, rồi. Qua đây. Chật. Đợi chút, để anh kiếm cái... Anh đứng phía đó, anh đứng không phía được, đó, không qua được. Phía đây được không? Chút. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Dạ, cây này là mã số A7 nha bà con. Mã số A7. À, để em đo chiều cao cho mọi người coi ha.
cao là 1m9. 1m9 chiều cao. Tán ngang là 1m6 à. Rồi. Đây để em quay xoay xe nhẹ đi. Đúng rồi. Cành đông rất dày quá vậy, đều nè. Đều xung quanh á. Cứ quay đi ha, nhẹ thôi, đúng rồi. Để coi cành cái. Mai này đa phần là em làm em bán bông Tết thôi, cho nên quý vị mua về là chỉ có việc là tới ngày lặt lá là chơi Tết được. Mã số A7. Rồi, xem thông số hoành thân luôn. Hoành 30 nha quý vị ơi. 30. Rồi, báo giá luôn. Cái này là 5 triệu nha quý vị. 5 triệu luôn nha. Rồi, mời cây tiếp theo. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Cây mã số A8. Mã số A8. Cái lúng 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 lại. À, sorry. Rồi, tạm ngưng quý vị, tạm ngưng. Rồi, làm lại nha quý vị ơi. Sửa lại được rồi. Nãy bị sự cố nó lúng á quý vị, bị lúng. Cái nó nghiêng luôn cái bàn xoay. Rồi. Dạ, cây mã số A8 nha quý vị. Mã số A8 nha. À, cành đóng dày luôn. Như cây thông vậy. Rồi. Cứ xe đi ha, xe đi. Coi cái đế nha, coi đế trước nha. Hồi đó chiều cao sao. Cứ xe nhẹ thôi. Gốc rất là to luôn. Rồi, đo giùm anh Quỳnh Thân nha. Mã số A8. Cây mã số A8. Hoành này là 38 nha quý vị. 38. Che nắng lại cho quý vị thấy. Dạ. Chưa. Coi nụ. Lâu coi nụ. Đây nụ nè. Quá đã luôn cây này. Em tên Trang là vườn em ở Hậu Giang nha. Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Em Trang, quê ở Hậu Giang. Số Zalo và số điện thoại của em là 0794 338 678. Quá trời luôn. Ở trên nè quý vị ơi, nụ nè. Quá trời luôn. Rồi, đó chiều cao đi. Dạ. Này chiều cao này là 2 mét đi. 2 mét chiều cao. Dạ. Cây này tán ngang là 1m8 nha quý vị. Dạ. Rồi, xây nhẹ báo giá luôn. Dạ. Cây mã A8 này là 5 triệu. 5 triệu luôn. Trang chị sẽ... có lại vườn thì em tính giá hữu nghị cho bà con nha. À. Tại vườn với lại mua sỉ thôi nè. Rồi. Em để giá yêu thương cho. Rồi. Dạ. Tới vườn có giá yêu thương quý vị ơi. Có giá sỉ luôn. Nhiều cây lắm quý vị ơi. Rồi, mời cây tiếp theo luôn. Có sẵn chưa? Chưa, muốn dừng cái. Chưa phải không? Bấm ngưng ha. Rồi, bấm ngưng. Đợi cây cái. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. À, cây này là cây mã số A9. A9 nha. Rồi, cứ xe nhẹ như vậy. Đúng rồi, hợp lý luôn. Rồi, đo giùm anh luôn, chiều cao luôn. Rồi, chiều cao cây này là 2 mét nha. Chiều cao 2 mét. Tán ngang luôn. À, tán ngang là 1m6. Rồi. Rồi, để em đo hoành thân cho đo hoành luôn. Coi nha. Hoành là 34. 34 nha. Rồi, cứ xe nhẹ đi, xe nhẹ đi.
Rồi cây mã số A9 này em để giá yêu thương cho bà con là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi thôi, mã số A9. Giá nhẹ nhàng thôi. Mã số A9, 3 triệu rưỡi. Rồi mời cây tiếp theo luôn. Rồi, có cây sẵn luôn kìa. Lại đằng kia luôn. Nãy giờ mới thấy trống trống được chút quý vị. Quá trời. Đây. À, trống trống mới coi được nguyên cây nè. Đấy. Thấy không? Lô này rồi, thì nụ nó cứ xây luôn nè, xây luôn, xây luôn, xây luôn, xây luôn. Cởi đế trước. Rồi, đo đế hoàn thân về mình trước ha. Hoành 30 nha bà con. 30. Cây mã số A10. Rồi, chiều cao, chiều cao, chiều cao đi. Chiều cao là 2 m. Tán ngang cây này là 1 m 7. Dạ. Báo giá luôn. Cây mã số A10 này giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi quý vị ơi. Mã số A10. Rồi, đổi rồi, cây tiếp theo luôn. Cần chim không nha? Rồi. Rồi, cây này luôn. Cây A11. Mã số A11. À, do nắng đó quý vị, cho nên là em có nâng độ sáng lên cho cái cây nó rõ đó, nhưng mà cô chủ thì hơi bị chá một chút. Dạ. Chủ yếu xem coi cây thôi ha. Chủ yếu là xem cây thôi quý vị. Chủ yếu coi cây thôi ha. Rồi, đo chiều cao luôn. Dạ, cây này thì chiều cao em lấy 2 mét nè. Rồi. Rồi, em đo tán ngang luôn. À, tán ngang là 1 mét 7 nha. Rồi, xây nhẹ luôn. Rồi, rồi để luôn nha, cứ quay đi nha. Cứ quay luôn. Dạ. Mai này là gốc đế nở nhiều lắm quý vị. Tại em không có mồi gốc á, em chơi để bán bông Tết nên em ít mồi gốc. Quý vị về chơi mồi gốc là đẹp cực kỳ nha. Rồi, đo giùm anh luôn. Hoành thân. Hoành 35. Gì thấy không? Đó. Dạ. Khoan nghe, thử tới. Để chút. Đó, thấy rồi đó. Dạ. Rồi. 35 hoành. Cây mã A11 này là giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. Mã số A11. Rồi, em mời cây tiếp theo. Tạm ngừng cái quý vị. Rồi, bây giờ cây. Cây mã số A12 nha quý vị. A12. Cây này thì tương đối nó đều. Rồi, đo chiều cao cho bé luôn. Chiều cao cây này là 1 m 9 đi. Tán ngang luôn. Tán ngang là 1 m 8. Rồi. Xây nhẹ luôn. Đo luôn đi. Đo. Rồi, em coi đế luôn cái gì coi nha. Hoành là 33. 33 nha. Rồi, cho cái gì coi cái cành đó nè. Quay nhẹ nha. Đấy. Cái ánh nắng lên nó bị cháo gì. Chủ yếu là xem cành thôi ha. Còn nó, cái độ ánh sáng nó không có đều á. Coi không đảo.
chửi cái cành, em muốn cho quý vị coi cái cành. Rồi, bây giờ coi nụ nè, coi. Coi nụ nè, đó. Này, nụ đã lắm nè, coi nè, như xương cá vậy. Thấy không? Rất là em luôn, đây coi nè. Mai này là em làm bông là chơi, để chơi Tết, nụ là tương đối đều với nhau, cây nào cũng vậy. Rồi, quay nhẹ đi, báo giá luôn. Rồi, cây số A12 này là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. Và số A12, 4 triệu rưỡi. Rồi, em mời cây tiếp theo. Ồ, tốt quá, trời ơi, chú. Chú tặng cho một cái miếng chè nắng quá vậy. Rồi, nhà vườn sẽ vận chuyển tới quý vị bằng xe tải nha. Và bao ship 200 cây số. Đọc số điện thoại làm giùm em. Dạ, em tên Trang, vườn em ở Hậu Giang. Số Zalo và điện thoại của em là 0794338678. Rồi. Dạ, em miễn ship 200 km. Em ship bằng xe tải nên về mặt chậu rồi là an tâm. An tâm ha. Dạ. Rồi nãy giờ nó mặt chậu mới nhớ. Nãy giờ là đều là chậu 7 phải không em? Dạ. Em thấy chậu rất là to luôn. Chậu 7 hết ha. Dạ. Rồi, rồi, mã số tiếp theo. Đây là cây mã số A13 nha quý vị. A13. Cây này nụ là tương đối là tốt luôn nè. Cây này đồng thanh đồng thủ hai bên nè. Cây này xương đều ghê. Tròn đều ha, rất là tròn đều luôn. Rồi, đo luôn đi, chiều cao luôn. Chiều cao là 2 m. Tán ngang là 1m6. Cứ quay nhẹ nha. Xem cho đã cái cành này. Sao mà đều dưới. Đó. Rồi, à, quay đi. Chưa. Coi nữa. Chưa nghe. Rồi bây giờ mới đo nè, đo đi. Dạ, rồi em đo bằng thân. Ba mươi hai quạnh đó bà con. Rồi 32. Rồi cây mã số A13 này giá là 4,5 triệu luôn. 4,5 triệu. Mã số A13 4,5 triệu. Rồi em mời cây tiếp theo. Đổi cây tiếp theo. Cái này luôn. Cái này. Khoan nha, cứ quay đi nha, không được cái chỗ đứng cái. Dạ. Rồi. Rồi, gán cho quý vị xem cái dáng tổng. Cứ quay đi ha. Rồi, đó luôn. Mã số A14. Cây mã A14 này là chiều cao 1m6. Rồi. Tán ngang 1m6 luôn. Rồi. Chưa, cứ quay nữa đi. Chưa. Yeah. Chưa xong nha. Rồi, đó luôn, quanh thân. À, hoành cây này là 30 nha quý vị. Trời ơi, đẹp quá. Nó bị cái này nó che. Không thấy được. Đó. 29. Rồi. Dạ. Rồi, báo giá luôn. Dạ, giá cây mã số A14 này là 3,5 triệu. Cái mã A14 này là 3,5 triệu quý vị ơi. 3,5 triệu nha.
À 14. Rồi, cây tiếp theo luôn. Cây tiếp theo. Rồi, cây mã số A15. A15. Rồi, đo giùm anh chiều cao luôn. Chiều cao cây này là 2 m. Rồi. Rồi, tán ngang là 1m8 à. Rồi. Cành rất là lực nha. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, đo thử cái cành. Nè, à, đo cái cành này. Đo cành này cho mọi người coi nha. Cành nó là 13. 13, rồi. Dạ. Hoành thân luôn. Hoành là 31 hoành. 31 cái gì? Cây mã số A15 này với giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi luôn. Mã số A15. Rồi. Rồi em đổi cây luôn quý vị. Cây tiếp theo luôn. Tiếp qua đây luôn. Rồi đây là cây mã số A16. A16. Xây giọng cho mọi người coi nha. Rồi đo luôn. Chiều cao luôn. Cây này là một chiều cao 2 m nè. Rồi. Tán ngang luôn. Tán ngang là 1m6. Cốt cành nha. Đấy. Rồi đo giùm anh là hoành thân. Rồi em đo hoành thân. Hoành là 31. 31. Khoan khoan nó sang à. Coi nụ nó sơ sơ. Này nè, nụ nó con nụ kim quá vậy. Này. Nhưng mà đều lắm nha. Nụ này là đều, tương đối đều. Đều nha. Lúc này là nụ nhỏ nhỏ vậy là vừa chơi Tết luôn nè. Vừa ha. Dạ. Rồi báo giá luôn em. Rồi, cây mã số A16 này với giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi luôn. Rồi mời cây tiếp theo luôn. Rồi đổi cây. Rồi, rồi bây giờ là cây tiếp theo. Cây mã số A17 ạ. Mã số A17. Em quay cho mọi người xem nha. Đây là tương đối đều đẹp nha quý vị. Dáng chật ha. Dạ. Rồi. Rồi để đo luôn. Đo chiều cao. Cây này chiều cao là 1m9. Rồi. Tán ngang là 1m7. Xem nụ trước coi, khoan xay, khoan. Nụ nụ vô. Đều vân luôn. Quá chút thôi. Đây. Nụ này đây. Là quý vị vừa chơi Tết luôn á. Em làm mai là em bán bông Tết không à. Rồi, bây giờ mới xem tới. Đấy, rồi, đo luôn đi. Để em đo bằng thân nha. Ừ, đo đi. Hoành là 31. 31 cái gì? Rồi xe nhẹ cho quý vị xem nè. Cành lực lực không nha.
Rồi, báo giá luôn. Dạ, cây mã số A17 này là 5 triệu không quý vị? 5 triệu, mã số A17. Rồi, mời cây tiếp theo luôn. Em đổi cây. Rồi, bây giờ là cây 18. Dạ. A18. Cây mã A18 ạ. Cành rất đều nha. Bán đều quá trời luôn. Rồi, đo luôn. Chiều cao. Rồi, em đo chiều cao ngay này là 1m9. Cao 1m9 à. Cao 1m9 nha. Tán ngang là 1m8. Rồi. Cứ quay đi, cứ quay đi. À, coi từ xa nè. Coi cành từ xa nè. Coi gần luôn, cứ quay nha, cứ quay nè, coi gần nè. Đo luôn. Quanh thân. Gắt cái nón luôn. Ba ngày để nguyên nha. Dạ. Em coi cái chưa có thấy nè. Quá trời chá. Hoành rồi. Mấy đây? Đọc đi. Dạ hoành 34 rồi bà con. 34 cái gì vậy? Rồi. Cây mã số A18 này em để giá cho quý vị là 5 triệu. 5 triệu nha, mã số A18. 5 triệu luôn. Rồi em mời cây tiếp theo luôn. Rồi. Đọc số điện thoại giùm anh ạ. À, số điện thoại của em là 0794 338 678. Em tên Trang, ở Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Rồi. Chờ cây tiếp theo luôn. Rồi bây giờ là cây tiếp theo. Dạ, cây này là mã số A19. A19 nha. Rồi em đo chiều cao cho mọi người xem luôn nha. Rồi đo chiều cao luôn. Đối dáng là khá tốt luôn nè. Cao là 2 mét nè. Rồi. Tán ngang là 1m8. Rồi xoay đi. Cành luôn nè quý vị. Đó. Rồi, đo rồi luôn. Em đo hoành thân nha. Hoành thân luôn. Hoành 30 hoành. 30. Rồi, cây mã số A19 này giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, mã số A19. Rồi, em mời cây tiếp theo luôn. Để rồi, đặt, bây giờ là cây tiếp theo quý vị. Mình có thấy mấy bông gió cha coi còn bông nào đẹp đẹp không, ngắt giùm em bông cũng 7-8 cánh nè, ngắt đạn bông mà bông nào còn nguyên, không có nào còn nguyên mà lặt bớt bông đi, nào đẹp đẹp á cho coi ơi, cho xin bông còn đụng rụng chân quý vị, rụng bông hết trơn. Rồi quay đi, quay đi. Dạ, cây mã số 20 nha quý vị. 20 phải không, muốn cà lắm rồi. Đâu coi nụ coi, nghe nói nụ ngon hả? Dạ, cây này thì nụ nó no hơn mấy cây kia. Nụ à, nụ no no. Đây. Nụ nụ cái gì? À, số 20. Dạ. Dạ, chỗ này. Mày để cái tay giờ nó mới màu lấy nét đó. Đi mà. Coi nè. Rồi đò ở dưới trước đi nha. Dạ. Đò góc trước. Gốc cây này là 34. Rồi, qua. Wow. Quay luôn. Cành. Có phải không?
nó rụng ra quý vị. Đợi chút. Bông gió. Bông này nó héo. Này nó cũng nở rồi, nó cũng rụng hết mấy cánh này. Rồi thôi đo chiều cao đi. Dạ. Mã số A20. Cao này là 1m9. Tán ngang là 1m5. Rồi. Rồi xây báo giá luôn. Dạ, cây mã số 20 này là 4,5 triệu. 4,5 triệu luôn. Rồi, cây này cây cuối phải không? Dạ, cây cuối. Rồi, cây cuối của clip. Rồi, bây giờ chào bà con nha. Đây. Dạ, em chào bà con à. Dạ, em thì làm clip đầu tiên nên có gì hơi sơ sức thì bà con cũng thông cảm cho em nha. Rồi. Dạ, em cũng mới biết đo với mới biết cái thôi chứ em cũng chưa có gành nữa. Dạ, rồi. Cảm ơn bà con, kính chào ạ. À, số điện thoại của em ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0794338678. Dạ, em tên Trang. Em nói về cách thức vận chuyển tới bà con sao? À, chuyển của em là em miễn phí vận chuyển 200 km. À, bà con nào có hơi xa thì tùy mình thương lượng thôi, chứ không có gì hết. À, em vận chuyển bằng xe tải, về mặt cây thì em đảm bảo chất lượng cho bà con. Rồi, rồi dạ. Giá sỉ rồi tới vườn rồi sao? À, tới vườn thì em cũng để giá yêu thương cho bà con, giá sỉ với sỉ, rồi tới vườn thì giá hữu nghị nữa. Rồi. Dạ. Rồi, cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tàn thành phẩm chơi Tết năm 2023 tại vườn của em Trang ở Hậu Giang nha. Còn nhiều lắm nghe quý vị. À, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Bonsai Cần Thơ. Thì để kết thúc clip này thì em đi sâu sâu vô để quý vị thấy cái vườn rộng lớn cỡ nào nha. Đợi em tí nha. Rồi, em đi sâu sâu vô trong chút nè. Vườn còn nhiều lắm quý vị ơi, rất là nhiều luôn. À, quý vị nào muốn mua giá sỉ thì cứ alo vườn nha. Em giơ cái tay lên tới đây luôn đó mà. Đó, nhiều vậy đó. Bên đây. Để theo hàng rất là thẳng tắp luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.